Ngày thứ năm sinh tồn trong huyền bí, tôi ăn đặc sản sâu rừng do tộc trưởng đưa cho, nhưng lại bị người dẫn chương trình thái khôn điên cuồng cười nhạo. Trước mắt nhiều mỹ vị như vậy, Đô Gia lại phải ăn sâu rừng. Chắc tộc trưởng này đang muốn làm khó tên Đô Gia rồi. Bạn biết gì chứ? Con sâu rừng này có ý nghĩa đặc biệt. Nam thổ dân sống ở đây sẽ gửi sâu rừng cho phụ nữ bản địa như một dấu hiệu của tình yêu. Khán giả lập tức bất ngờ. Lẽ nào tộc trưởng bộ lạc đưa sâu rừng này là thích Đô Gia rồi sao? Không phải vậy đâu, chỉ là thể hiện sự tôn trọng thôi. Sáng sớm hôm sau, tôi đang nói lời tạm biệt với thủ lĩnh thổ dân nơi đây. Đợi chút, hôm qua bạn đã mời chúng tôi ăn thịt. Đây là mật ong quý hiếm trong huyền bí, tặng cho bạn đó. Mắt tôi lập tức sáng lên. Người bản địa cũng quá nhiệt tình rồi, tôi muốn đến bộ lạc của họ làm khách. Bạn thôi đi, người ta thổ dân đều là lấy vật đổi vật. Bạn chỉ biết ăn mà đói như Đô Gia à? Tôi cười một cái, lấy mật ong rồi vẫy tay chào tạm biệt người bản địa. Với hũ mật ong này, hành trình sinh tồn tiếp theo, tôi cũng tự tin hơn rồi. Tôi đã đi dọc theo dòng sông. Như vậy có thể tìm đường trở về với xã hội loài người. Nhưng không lâu, tôi đã nhìn thấy dấu vết của cá sấu. Thái Khôn lập tức vui mừng, xem ra sông này có cá sấu. Đô Gia sợ rằng phải quay trở lại đường cũ mất thời gian vãi ra rồi. Chủ phòng đừng sợ, hay là làm một cái thuyền gỗ qua sông thử xem. Tôi đã đi đến dòng sông, nói về làm gỗ, về mặt lý thuyết có thể qua sông. Nếu có những thứ như cao su, buộc nó vào van gỗ thì nó càng tốt hơn rồi. Bởi vì cá sấu rất ghét mùi cao su. Vậy chủ phòng đợi gì nữa nào, nhanh tay tìm nguyên liệu làm gỗ đi thôi. Tôi lắc đầu rồi nói, tôi sẽ không dành thời gian làm gỗ làm gì, mà tôi đang chuẩn bị trực tiếp bơi qua đây. Khán giả tất nhiên là há hốc mồm rồi, bơi qua sao? Đô Gia không phải điên rồi đấy chứ? Chủ phòng, bạn không sợ có cá sấu trong nước sao? Đô Gia cũng mạnh mồm quá nhỉ? Nghe không, ca này khuyên một câu, đừng ngáo nữa, làm cái thuyền gỗ đi còn giữ mạng, đừng có thể hiện ở đây nữa làm gì. Mặc dù tôi bơi qua có chút mạo hiểm, không an toàn 100%, có điều, gan tôi lớn. Sau đó tôi quan sát dòng sông trong một thời gian dài, có khoảng 6 đến 7 con cá sấu đang bơi dưới nước. Được rồi, tôi chuẩn bị qua sông rồi. Chủ phòng đừng bốc đồng nữa. Trước đây, chủ phòng đã thoát khỏi lũ lụt và rắn. Lần này tôi vẫn tin tưởng chủ phòng. Tôi cười rồi nói, mọi người đừng lo lắng. Con sông này chỉ rộng có 5 mét. Và tôi chỉ mất khoảng 5 giây để bơi qua con sông này. Tự tin vậy sao? Vậy thì bắt đầu biểu diễn thử đi. Cẩn thận, phía trước có một con cá sấu. Đang chờ món thịt người thơm ngon à. Tôi không chút ngần ngại, trực tiếp nhảy mạnh xuống nước. Nhưng may mắn tôi đã đến bờ một cách vô cùng thuận lợi. Nhưng có một con cá sấu ở phía sau, đang từ từ nổi lên mặt nước. Tôi vội vàng chạy trốn khỏi nơi đây. Khán giả lập tức liền sôi sục. Chủ phòng bơi nhanh vờ lờ. Thật thú vị rồi. Nếu chủ phòng chậm một chút thì chúng ta khỏi có phim co rồi. Chủ phòng, sao bạn có thể biết lúc nhảy xuống xung quanh không có cá sấu vậy? Tôi cười một cái rồi giải thích, trên thực tế cá sấu săn mồi chủ yếu bằng cách phục kích. Vì vậy trên lý thuyết khi qua sông, miễn là không phải ngay bên cạnh cá sấu thì chúng ta sẽ an toàn thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Chủ phòng trước đó đã dành thời gian quan sát để kiểm tra vị trí của cá sấu. Đúng vậy, cá sấu vào mỗi giờ, chúng cần phải nổi lên mặt nước để thở một lần. Tiếp theo tôi đi bộ đến tận đêm khuya. Tôi trèo lên một cái cây và nói, nơi này thật tuyệt. Tối nay tôi sẽ ngủ trên cây này. Chủ phòng, tại sao phải ngủ trên cây cao như vậy chứ? Nếu ban đêm lỡ ngã xuống thì sao? Tôi bắt đắc dĩ nói, do tôi vẫn còn ở lãnh thổ của cá sấu, và cá sấu đực sẽ tiến hành tuần tra trong lãnh thổ của chúng, vậy nên trên cây sẽ an toàn hơn. Nói chuyện với khán giả một hồi, tôi đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, phòng live show chim đã náo nhiệt trở lại. Có một con cá sấu lớn dưới gốc cây. Chủ phòng, lần này toang rồi, làm sao chạy được cơ chứ? Và tôi chỉ cười và nói, mọi người nói, ăn sáng với cá sấu và mật ong, hương vị sẽ như thế nào vậy? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng live show chim hoàn toàn im lặng. Đô Gia không phải nói nhầm đấy chứ? Hay là tôi lãng tai mẹ rồi? Nhớ bấm like và đăng ký cho Gấu Ngốc TV nhé. Bấm nút chuông thông báo để nhận video mới sớm nhất.